và ông áp chế tôi để cuối cùng gọi là tôi cũng đi chân lạnh toát à. Sao đằng sau lưng của mợ lại có thêm con ban mình là như nào? Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ và đang có một cái tình huống dồn sát thương vào đó là cái vị tướng Ranger. Nhưng ở đây mợ sinh tồn khá là kinh khủng đấy. Đối bắt được em liu liu liu, đối bắt được em hi hi. Không bắt được chó à, đập à, đập đòn hủy diệt đến mỡ à, à đấy, bắt mỡ đấy, bắt mỡ đấy, bắt mỡ này ui. Ở đây là Phong Béo, Phong Béo với chúng tôi lên bảng đố sếm ngay, dính run dính cả bẫy luôn. Thôi tầm này là xong rồi, liu à, lại đòn hủy diệt nhưng mỡ khột lắm anh em. Ui đuổi mỡ hả, ai du sủa liu ôi đây rồi, thoát được rồi các ông ơi, tích tích quá. Ui thả run nhưng thì điếu nào con ban mình nó lại lướt những quả hứng nhạy cảm thế nhở. Mỡ có mặt ở đây à, à, à đẩy run đẩy run đấy à, né hơi nhạy cảm nha. À đập đập đòn hủy diệt cái Ayo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và ngày hôm nay vào lúc 3 giờ chiều thì skin của Selena Song Tử Hắc Ảnh đã chính thức được cho ra mắt ở trong vòng quay Cung Hoàng Đạo và đang chờ anh em vào trong game hot anh em ạ. Và có lẽ rằng nhiều anh em sẽ bảo ố, tại sao mấy cái skin trôn đất này lại ra vào những cái hôm nó lạ kỳ vậy ta? Thì đâu có lạ kỳ đâu anh em. Kể từ ngày hôm nay 21 tháng 5, đó là những anh em nào mà gọi là có cái Cung Hoàng Đạo Song Tử là bắt đầu từ ngày hôm nay là anh em đã có được cho mình đó là cái cung của anh em rồi đấy. Và cách để mà anh em nhận biết được những cái trang phục của Cung Hoàng Đạo đó là anh em chờ đến cái ngày mà bắt đầu cái cung đó ngoài đời vào trong game vào lúc 3 giờ chiều, chúng ta sẽ có Cung Hoàng Đạo đó. Và như anh em đang nhìn, đây chính là dạng người và trước đó là dạng quỷ đến từ cái skin Selena Cung Hoàng Đạo này. Nhưng có một điều mà mỡ thấy hơi đáng tiếc cho cái skin này, đó chính là nếu như mà cái trang phục này nó là trang phục của ngày xưa ấy, kiểu cách đây khoảng độ tầm chừng đâu đấy 1 năm, thì trang phục này vẫn còn đẹp. Nhưng bây giờ thì cái trang phục này nói thật với anh em là nó không còn đẹp nữa rồi. Bởi vì cái trang phục này thì mỡ đang thấy nó chỉ có hiệu ứng đồ cái thứ kiểu đây là hiệu ứng biến về của hiệu ứng biến về Cung Hoàng Đạo anh em nha. Anh em phải có đủ 12 trang phục trở lên thì anh em mới đó có được cho mình đó là cái hiệu ứng biến về này. Đấy, nhưng mà như anh em có thể nhìn thấy là trong cái trang phục này thì Selena ở dạng người nhìn không có quyến rũ lắm, hơi xấu. Và những cái con run được bắn ra thì không hề lực một tí gì cả, nó chẳng khác gì cái trang phục mặc định vậy. Cái lý do để mà khiến cho Selena Cung Hoàng Đạo Song Tử nó như thế này, nó là bởi vì là cái skin này được cho ra mắt lâu lắm rồi anh em ạ. Từ cái thời điểm gọi là thủa sơ khai của cái tựa game Mobile Legends này cơ. Cho nên là cái skin này mặc dù nó khá là đẹp và được đánh giá là cấp độ Zodiac hơn cả Epic, nhưng đây vẫn là một cái trang phục mà cá nhân mọi đánh giá rằng với cái tạo hình cũ ấy thì nó khá là xấu, nó không đẹp. Và nếu như mà kiểu anh em mỡ nghĩ là nếu như mà kiểu anh em thích thì nó sẽ có nhiều những cái trang phục khác đẹp hơn cái trang phục Selena Song Tử Hắc Ảnh này, kiểu như là Selena Hầu Gái, rồi thì Selena Virus, xong rồi thì Selena Lôi Ảnh Côi Collector đấy anh em. Có rất nhiều trang phục đẹp, nhưng bây giờ phải thừa nhận với anh em rằng là cái skin này nó không còn đẹp nữa rồi, nó khá là tệ ở những cái con run mà nhìn cảm giác không lực. Kể cả bản thân của Selena ở trong dạng người cũng thế, không có nét gì quyến rũ lắm anh em ơi. Cho nên nếu như anh em bảo là cái skin này có đáng mua không, thì với những anh em nào mà sưu tập skin Cung Hoàng Đạo của những cái vị tướng trong tựa game Mobile Legends này thì câu trả lời luôn luôn là có. Nhưng nếu như mà để sử dụng một cách thường xuyên và hiệu ứng kỹ năng của nó có đẹp không ý, thì mỡ nghĩ rằng là không. Cái điều duy nhất mà mỡ nghĩ rằng cái con Selena này nó đẹp ở đây, đó chính là những cái pha lướt đến từ cái dạng quỷ của Selena. Đấy là những cái dấu ấn đẹp duy nhất. Và cái dạng quỷ cũng với cái mái tóc màu Cosmo đây cũng là một cái vẻ đẹp duy nhất mà mỡ nghĩ rằng đẹp đến từ cô nàng Selena này.
Rồi, và bộ kỹ năng của Selena, đây sẽ là bộ kỹ năng thiên về những cái khả năng phóng dung từ tầm xa anh em nhá. Và nổ đam hạ gục đi được đó là Franco, đứng ở đây căn góc để bắn dung, làm choáng đi được đó là cái vị tướng Banman, sau đó cào anh ta. Banman đang dí vào vị trí của Hilton, anh ta được hồi máu đi từ vị trí của Hilton và mỡ buộc phải tốc bên lui về. Nhưng ở đây, phóng dung của rất thích não, mạng thứ hai của mỡ trong cái trận đấu này anh em thấy tinh văn tế không anh em? Đấy. Để anh em có thể nhìn thấy được toàn cảnh đó là cái hiệu ứng skin đến từ cái bộ trang phục này, thì như anh em có thể nhìn thấy cái những cái pha phóng dung thì nó khá là giống cái trang phục mặc định. Ơ cái tanh đỡ đam tanh trời ơi ông tanh thể anh em chơi game kiểu gì, đồng đội của mình tanker đầy máu, thấy con pháp sư đứng đằng sau đít bị đuổi không quay lại đỡ đam chạy thẳng kia đùm mé cay quá anh em ơi. Gặp phải đồng đội như thế này thì hơi buồn anh em à. Nhưng mà thôi không sao, quay trở lại được cái diễn biến trong cái trận đấu này. Mỡ thì nói thật với anh em, Mỡ không phải là một cái người chơi Selena quá là hay. Phải nói thật với anh em, Mỡ là một cái người chơi Selena kém. Tuy nhiên ở trong cái trận đấu này, vì đây Mỡ cũng muốn làm video clip để review cho anh em về skin của Selena, cho nên là Mỡ cũng muốn thử chơi. Và bên cạnh đó Mỡ nghĩ rằng Selena ở thời điểm hiện tại cũng đang là một chất tướng pháp sư rất là được ưa dùng. Pháp sư kèm theo đó là sát thủ anh em ạ. Bởi vì là cái con Selena này nó có được cho mình những cái tình huống gọi là phóng dung từ tầm rất xa. Và nếu như mà anh em có thể combo chuẩn chỉ thì cái địch hoàn toàn có thể bị hạ gục chỉ trong vòng một nút nhạc. Đấy là những cái gì mà Mỡ chia sẻ với anh em thôi. Còn nói thật với anh em là để mà có thể chơi được thành thục cái vị tướng Selena này, anh em sẽ cần phải có rất nhiều kỹ năng. Một trong những cái kỹ năng đầu tiên mà anh em cần phải quan tâm đến đó là chính là cái kỹ năng đọc map. Kỹ năng đọc map anh em ạ. Khi mà anh em gọi là có thể nhìn được trên minimap và anh em biết được cái kẻ địch di chuyển ở đâu ấy, thì những cái tình huống phóng run của anh em đây kiểu như thế này này, những cái tình huống phóng run của anh em thì nó mới có thể trúng được. Và ở đây tốc biến lên áp sát đi từ vị trí của Mỡ, cào lấy cào để, và ở đây là ôi đặt bẫy đúng rồi, trước khi đặt bẫy đây rồi hiệu ứng cắn run thôi cũng được, không sao anh em ạ. Uầy, rất nỗ lực và cố gắng rồi, thanh niên kia nó còn chửi mình đấy anh em ạ. Thanh niên Valier, sao thanh niên kia đầu game nó cay cú nhỉ, mình có làm gì đó đâu mà nó chửi mình hoài ta, cay thật đấy anh em ơi. À, nhưng mà thôi mà nghĩ rằng có lẽ là cũng không sao cả. Bởi vì trong cái trận đấu này thì như anh em có thể nhìn thấy team của Mỡ đang khá là đuối so với các thành viên bên phía của team bạn. Cụ thể đây chúng ta có thể thấy được rằng team bạn họ đang vượt trội team Mỡ với tận 10 mạng hạ gục. Mỡ thì đang có những tình huống phóng run với các bạn là cũng trúng nhưng mà không lao vào được. Bởi vì team bạn nói thật với anh em là đây là những cái chất tướng mà team bạn có sở hữu được cho mình, đó là cái khả năng tự bảo vệ đang là khá là hay. Đấy chính là con Valier với khả năng đẩy lùi về. Rồi thì thanh niên Melissa đấy dựng dành kết giới. Nhưng ở đây thì có Valier, Mỡ thấy đi được anh ta, một tình huống lao vào cào, Valier không thoát được. Và sau đó chuyển thành dạng người phóng dung tiếp vào Melissa, cào Melissa. Và double kill là dành cho Mỡ, tốc biến lùi về để tránh một cái tình huống gọi là bị dồn sát thương ở tầm gần đến từ vị trí của Banman. Và ở phút thứ 12 trận đấu này nó đang hơi vất vả, nhưng Mỡ và đồng đội Mỡ vẫn đang chơi được anh em ạ. Vẫn đang là vị tướng sát thủ có khả năng gọi là có được cái chỉ số mạng gục nhiều nhất ở trong cái trò này. Đấy, nói chung là chơi con Selena ấy, đây là một cái chất tướng kỹ năng, một cái chất tướng mà nó lai tạp và nó tạo ra đến từ rất nhiều những cái kỹ năng mà anh em cần phải có. Khả năng đọc map, khả năng di chuyển, khả năng vuốt map, khả năng dùng skill định hướng. Nói chung là Selena đang là một trong những vị tướng mà cá nhân vẫn nghĩ rằng là nó khó chơi bậc nhất ở trong cái tựa game Mobile Legends này rồi anh em ạ. Bên cạnh những cái con như kiểu Fendi, rồi thì hình như là thêm một tí Johnson đồ các kiểu, và Lancelot đấy. Rồi ok, đó là tạm thời những cái tình huống chém gió của Mỡ. Và giao tranh đang được nổ ra cực kỳ hỗn loạn. Mỡ đứng ngoài phóng dung thôi chứ Mỡ chẳng còn cái nịt để mà Mỡ vào nữa anh em ơi. Phóng dung trượt ban mình nhưng chúng ai đó, Mỡ biết là như vậy. Thôi Mỡ sẽ di chuyển về đây để lấy đi cho mình đó là cái đợt lính ngay. Và ôi trời, nhìn thằng ban mình nó kinh quá khiếp, nó đi rừng phút thứ 12 level 15 này chơi bởi cái gì hả anh em? Ê, đánh khó ghê. Phút thứ 13 đồng hồ đã điểm qua. Như anh em có thể thấy KD của Mỡ thời điểm hiện tại đang là 6-3-3. Trận đấu này thì có lẽ rằng thanh niên Valier kia hơi bị cay cú Mỡ, cho nên là thanh niên đấy buông ra những cái câu nó hơi khó nghe. Đấy, nhưng mà Mỡ vẫn đang gọi là cố gắng chơi trong cái trận đấu này. Tuy nhiên là thắng hay không thì nó lại là cái câu chuyện khác. Bởi vì chúng ta đang bị kẻ địch dẫn trước với 11 bạn hạ gục, thêm vào đó là một cái con lót ở đường giữa. Tầm này con đánh đấm cái điếu gì mà cũng cầm con nào để mà dồn đam đâu, chỉ biết đứng ngoài thả dung thôi. Và chúng ta sẽ cùng gọi là xem team Mỡ thủ nhà như thế nào. Và Mỡ có mặt ở đây, Mỡ cầm những cái tình huống bắn dung để mà gọi là trúng các thành viên bên phía team bạn. Đấy anh em thấy không ạ, những cái tình huống bắn dung từ nhà xa, mặc dù cái hiệu ứng đến từ dung nó cũng khá là giống những cái trang phục mặc định, nhưng nếu như anh em nhìn kỹ thì nó sẽ có cái màu Cosmo giống như là màu của cái trang phục gọi là trang phục Zodiac cung hoàng đạo này.
rồi. Và ở đây thì bạn họ tập trung rất đông các thành viên ở đường giữa nhưng mà không lao ra cáo được, đó là Valier, bởi vì có sự backup đến từ vị trí của team bạn rồi. Nhưng bù lại thì team mỡ cũng chẳng có cái gì để mà có thể thủ ở đường dưới cả. Giao tranh đang được nổ ra và mỡ bây giờ nói thật với anh em là với cái trang bị này thì mỡ cũng sợ hết mana, nhưng mỡ chỉ lo những cái tình huống phóng dung của mỡ không trúng ai mà thôi. Ok, đường trên thì có cái vị tướng Banman, anh ta đang có một cái tình huống anh ta đẩy từ khá xa và mỡ ở đây một tình huống gọi là đột phá từ của mỡ lao ra hạ cũng đi được, đó là Melissa. Và chúng ta đang được thấy trận đấu này nó ngày càng gay cấn hơn. Team của mỡ nó thuộc dạng gọi là cái gì gọi là mất bò mới lo làm chuồng anh em ạ. Chơi game theo cái kiểu gọi là kiểu đầu game thì không đánh tử tế, xong đến thời điểm hiện tại phút thứ 16 rồi bắt đầu mới có những cái động thái đánh tử tế đến từ vị trí của team mỡ. Và đó là một cái tình huống gọi là hàng của 4 thành viên Quetzer đến từ vị trí của team mỡ. Mỡ thì bây giờ không biết làm gì cả, chỉ biết đứng đằng sau có những cái tình huống gọi là thả run à hư chó rồi đấy, và để mỡ check map hết cho rồi. Ăn rùa ăn lót đi các ông ơi, tôi khép đi tôi lại các ông. Đúng rồi, một trong những cái lý do mà mỡ không thích chơi cái vị tướng này đó là bởi vì cái vị tướng này không có khả năng phá nhà và nắm quyền quyết định trận đấu anh em ạ. Nhưng với giao tranh đây sẽ là một trong những cái chất tướng sát thủ khá là thú vị và bị đưa vào lô đài tiếng Anh đến từ vị trí của Dịn đã đưa, đó là ngộ không vào lô đài tiếng Anh. Mà thế níu nào ngộ không vả được vào đó là Dịn, và Dịn bay màu luôn. Mỡ buộc phải tốc biến sang phía bên này, một tình huống trả ngược thả run trông vẻ tinh tế nhưng mà không xử lý được cái vấn đề gì cả anh em ạ. Và như vậy là thôi, team mỡ cũng bỏ qua cái định tham gia giao tranh ở cái góc đó. Nhưng mà quay trở lại đối với diễn biến ở phút thứ 19 rồi, một trận đấu kéo quá dài hơi và mỡ kỹ rằng khi mà quay dòng video clip này chắc là phải cắt ngắn nhanh dễ tôi. Chứ đánh cái trận đấu hai mấy phút này thì có lẽ rằng nhiều anh em đã nhận thấy được rằng cái sự cân bằng cũng như là cái sự vượt trội về team bạn đã là có ở trong cái trận đấu này. Mỡ thì vẫn cứ đứng đằng xa, có những cái tình huống gọi là thả run đầy âu yếm. Và sau khi thả run xong thì chúng ta chuyển về dạng quỷ, chúng ta đi cào cào các thứ các kiểu. Đấy, trong lúc đồng đội của chúng ta đang mải mê ăn lót thì chúng ta thả run check map đi đánh nhau. Đấy, tổng quan lại mà nói thì cá nhân mỡ cho rằng Selena đang là một trong những cái vị tướng khá là đáng chơi. Tuy nhiên cái skin này thì mỡ nghĩ rằng nó không đẹp đến từ ngoại hình mà nó đẹp đến từ một chút xíu là hiệu ứng anh em ạ. Đấy, rồi và Franco anh ta đi lưng đi lên. Anh ta vô ai thì mỡ không biết nhưng mà mỡ thấy đang có một đứa bị đưa vào lô đài tiếng Ái, đó chính là hình như là Nhìn đưa vào Franco thì phải. Và ôi dồi ôi, bị con Banman nó gõ cho lõm đầu. Đó là một cái tình huống gọi là team bạn đang bị vây hãm và chạy qua tường và thành công đến từ đó là cái vị tướng Nhìn. Nhưng sau đó thì Nhìn anh ta còn cái nịt rồi cuối cùng anh ta cũng đã bị hạ gục và bên là người có được cho mình đó là cái mạng này. Ôi dồi ôi, một cái trận đấu mà nói thật với anh em là quá căng thẳng. Tiếp tục là mỡ ra thả run là chuồn, nhằm vào đó là khỉ lao vào chuyển thành dạng quỷ, một cào hai cào lấy đi đó là 3/4 gây máu và thả run hack não anh em này. Một tình huống thả run suýt chút nữa là não đã hack đến từ vị trí của mỡ lên cái anh chàng Valier này rồi. Để mỡ xem ở đây có góc nào để mỡ gọi là tham gia tranh và hạ cũng đi được, đó là Valier không anh em, chờ mỡ một tí rồi. Và quay trở lại đối với cái diễn biến trong cái trận đấu này, cái nhà chính của đường mỡ đã toang, mỡ phòng run trúng Melissa, đặt bẫy trúng cô ta và lao vào chỉ cần một cào thôi. Mỡ lùi ra trong khi Melissa mới chỉ giữ kịp được cho mình đó là cái chiêu cuối của Melissa, thì cá nhân mỡ cho rằng đây vẫn là một trong những kỹ năng khá là nhạy cảm để mà dùng. Trong khi đó thì one ở đâu, trong khi đó thì Valier ở đây đang là cái tình huống gọi là có quay rất khó chịu đến từ cái con bài Valier này, đến từ cái chất tướng Valier của anh em ạ. Rồi thả run để check map và lơ lơ chúng anh béo Franco, nhưng lần này mà không vào đâu, liu ngu gì vào và ông áp chế tôi để cuối cùng gọi là tôi cũng đi chân lạnh toát à. Sao đằng sau lưng của mỡ lại có thêm con ban mình là như nào, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ và đang có một cái tình huống dồn sát thương vào đó là cái vị tướng Ranger. Nhưng ở đây mỡ sinh tồn khá kinh khủng đấy, đối bắt được em liu đối bắt được em hi. Không bắt được đập chó đập đòn hủy diệt đến mỡ bắt mỡ này ui cái biểu tượng cảm xúc nó hiện lên không thể nào hợp lý hơn. Nhưng mà phía bên kia thì điếu nào con Nhìn với cả con Akai chết mất rồi. Ở đây này Franco cắn mỡ, Franco dồn ra thương vào mỡ nhưng mỡ lùi lại được, mỡ đằng sau thả run, mỡ nhây, mỡ có những cái tình huống gọi là vừa đánh vừa núi anh em ạ. Nhưng có vẻ như là team bạn họ đang tràn lên hơi ghê, run của mỡ lại tiếp tục được thả ra
và trúng vào Franco. Nhưng có lẽ rằng team bạn họ hơi chột dạ, họ không có được một cái tình huống nhồng lên mà ở đây phóng run, sau đó lướt qua nhưng không có gì ở đây cả anh em ạ. Và tiếp tục phóng run và check map. Bây giờ chúng ta đi, chúng ta cẩn thận anh em nhà, tụi nó đang ở hang lót đúng không? Ok, vòng hẳn ra làm sao anh em nhà, ném góc run chỗ này xem như nào. Rồi đây là bóng ngọt khỉ, ok, bỏ qua, từ từ, bình tĩnh nha, chuyển dạng người anh em này, phóng run này. Hơi đáng tiếc anh em ạ. Chuyển góc tiếp, đây được rồi. Cuối cùng thì này thì chạy với chúng tôi này, lướt nè và quay lại phóng run. Ôi, tôi không sao, chạy thẳng vào anh em ơi, chạy thẳng vào này thì phóng run với chúng tôi này, mạng thứ 11 của mở luôn. Ở đây là phăng béo với chúng tôi lên bảng đố xếm ngay, dính run, dính cả bẫy luôn. Thôi tầm này là xong rồi, liu lại đòn hủy diệt nhưng mỡ khôn lắm anh em. Ui đuổi mỡ hả, ai sủa liu. Ui, ôi đây rồi, thoát được rồi các ông ơi, tích tích quá. Ui thả run nhưng thế điếu nào con ban mình nó lại lướt đi, quả hứng nhạy cảm thế nhở. Mỡ có mặt ở đây, đẩy run đấy, run đấy, né hơi nhạy cảm nha. Đập đòn hủy diệt cái hai lần rồi, bắt hụt mỡ anh em ạ. Nhưng mà không sao, mỡ lo được anh em ơi. Dăm ba cái game này. Thế là cuối cùng đến thời điểm hiện tại phút thứ 26, team mỡ đang thắng lại anh em. Thế thì lại thả run ở đây để mà xem team bạn đâu nha. Úi dồi ôi, đây là cái con ban mình này. Đấy, đặt bẫy anh em này, thả run này. Thả run, không trúng ạ. Thế thì cao cả. Ê, mạng thứ 13 của mỡ câu ạ. Ôi lật kèo à, ui rồi ôi lật kèo trong truyền thuyết anh em ơi. Và như vậy là một chiến thắng quá là mãn nhãn và xứng đáng để cho team của mỡ rồi. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Selena mới được mang lại cái trang phục trôi đẹp của mình. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.